Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Sto, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Đây là cái video sau khi mà mình hoàn thành cách ly ở ký túc xá đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Video này mình sẽ nói về cách mà mình học tiếng Anh từ số 0. Mình là một đứa không quá giỏi tiếng Anh, nhưng mà mình đã bắt đầu nó từ số 0 ấy. Nên mình sẽ giúp các bạn đi từ nấc thang đầu tiên đến nấc thang cao hơn. Và hy vọng là các bạn sẽ học từ từ. Mình không muốn cho các bạn thấy một màu hồng, bởi vì học một cái gì đấy bắt đầu từ từ thì sẽ không có màu hồng được. Đầu tiên mình sẽ nói về phần phát âm. Phần phát âm thì các bạn nên học phát âm chuẩn, để sau này khi mà các bạn nói ấy, hoặc là các bạn nghe nó sẽ chuẩn. Thì phát âm thì ngoài sự tin tưởng của từ điển Oxford thì Cambridge ra thì có từ điển Merriam-Webster. Đây là từ điển được giáo viên nước ngoài khuyến khích học sinh nước ngoài học, giống như việc bọn mình học tiếng Việt lúc nhỏ ấy, thì nước ngoài cũng học tiếng Anh từ lúc nhỏ. Cái từ điển này thì nó sẽ có phát âm chuẩn và nó có nhiều nghĩa. Đây, mình sẽ các bạn tải về mà học nhé. Nếu như các bạn không có thể dịch nghĩa tiếng Anh được thì mình khuyên các bạn tải thêm một từ điển khác, vừa Anh Việt và vừa Anh Anh, để giúp cho các bạn học tốt hơn. Cái thứ hai mình muốn nói tới đó là nhấn âm. Nhấn âm thực sự rất là quan trọng để các bạn có thể thi trong phần thi của cái bài tiếng Anh của các bạn ấy. Mà ở mỗi bài thi của các bạn, bài một tiết ấy, nó sẽ có cái phần nhấn âm ấy. Thì các bạn nên học, và học nhấn âm thì giúp các bạn nghe từ sẽ tốt hơn. Mình sẽ lấy ba cái ví dụ thôi nhé. Cái ví dụ đầu tiên thì nó sẽ có cái động từ có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Mình sẽ lấy ví dụ chữ begin. Cái thứ hai đó là danh từ có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm thứ nhất, và tính từ có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Cái này thì các bạn sẽ có quy tắc nhất định. Mình sẽ làm một cái video 21 ngày học tập của mình từ số 0 đến, nói từ ngày 1 đến ngày 21 từ số 0 để giúp đỡ các bạn. Tiếp theo đó là học quy tắc sử dụng từ ed, es và s. Cái từ ed thì nó sẽ có 3 cái, ed, t và d thì nó sẽ có 3 cách sử dụng khác nhau, thì các bạn học để khi mà các bạn phát âm cho nó chuẩn. Và cái thứ hai là s và es, nó cũng có 3 cái, là 3 cái để các bạn học. Mình thấy những cái này nó ở dạng học khi mà các bạn phát âm. Thứ hai đó là trong bài tập, và thứ ba đó là trong thi, nó rất là nhiều. Ví dụ như là chọn một cái từ khác với những từ còn lại ấy, mình thấy rất rất là nhiều luôn. Để nghe phát âm chuẩn thì các bạn nên mở từ điển nghe cái từ đó nhiều, hoặc là nghe nhạc, nghe một cái bài diễn thuyết, hoặc là xem phim nhiều ấy, thì phát âm của các bạn nhái theo ấy, nó sẽ tạo thành một vòng lặp khiến cho các bạn phát âm chuẩn. Mình giới thiệu cho các bạn, đây là nhân vật truyền hình mà mình rất là thích. Mình nói đùa ấy, đấy là trên YouTube, đó là thầy Kenyan ha. Đây là thầy có một cái câu đó là: các bạn có thấy mình đẹp trai không? Thầy có rất là nhiều tip và có những cái cách phát âm rất là chuẩn, thì các bạn nên YouTube gõ thầy. Đây là thầy. Thầy, mình kéo cái bài ngay từ đầu nha. Đây là thầy, rất là đẹp trai. Các bạn lên YouTube và học nhé. Thầy sẽ có những cái cách giúp cho các bạn học phát âm chuẩn đấy. Tiếp theo đó là mình nói về phần từ vựng. Từ vựng này là do các bạn rồi, thì các bạn phải học và luyện tập rất là nhiều. Từ vựng thì nó không có đơn giản, bởi vì các bạn học xong nó sẽ bị quên, nên các bạn phải lặp đi lặp lại rất là nhiều. Từ vựng thì nó sẽ có nhiều nguồn, đó là nguồn từ sách vở, từ bài học của các bạn. App thì có rất là nhiều app học từ vựng tiếng Anh, và cả trên web nữa. Mình sẽ để một vài web để các bạn tham khảo. Mình ghi chú cho các bạn nhé, thì học từ mới ấy, thì các bạn phải ôn tập và rèn luyện rất là nhiều, bởi vì nếu mà không rèn luyện thì sẽ bị quên. Giống mình á, mình học mà mình không rèn luyện lại sẽ bị quên. Ở phần từ vựng thì ngoài học các từ đơn ra thì các bạn nên học các cụm từ để sau này sử dụng tốt hơn. Thì các bạn học cả loại từ nữa, sẽ có danh từ, tính từ, động từ, trạng từ và giới từ. Về phần ngữ pháp thì các bạn học từ từ ngữ pháp cơ bản trước, giống như kiểu Việt Nam ấy, thông bang bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, thì các bạn học từ từ trước nhé. Về phần ngữ pháp thì mình nghĩ là các bạn nên học các thì trước, giới từ, các cấu trúc câu và câu tường thuật, và sau này khi các bạn học tốt rồi thì các bạn nâng cao cái trình độ ngữ pháp của bạn lên.
Về phần nghe thì để nghe tốt ấy, thì mới ban đầu thì mình không có gượng ép các bạn là phải bắt buộc là phải nghe giỏi đâu, bởi vì mới học làm sao mà nghe hiểu được, đúng không? Thì các bạn cứ từ từ nghe nhạc ở trên YouTube hay là trên Zing MP3, hoặc là nghe những cái bài nói hoặc là cái bài đơn giản ở trên YouTube ấy. Và nhớ là nghe tiếng Anh nhé, đừng có nghe tiếng Việt, bởi vì chúng ta đang học tiếng Anh, từ từ thì các bạn sẽ bị ghiền ấy. Và các bạn xem phim thì các bạn sẽ, mình nghĩ là các bạn xem phim hoạt hình, những bộ phim hoạt hình đơn giản ấy, mà Upin nữa. Mình nghe cái đó nó rất là đơn giản luôn ấy, cái mấy bộ phim hoạt hình của trẻ em ấy các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể xem những cái bộ phim series nổi tiếng của nước ngoài như Friends hay là How I Met Your Mother hả? Mình cũng không nhớ cái series ấy nữa bởi vì mình không có xem. Về phần viết thì các bạn từ từ, ví dụ như các bạn mới học cấu trúc câu đơn giản thì các bạn viết những cái cấu trúc câu đơn giản thôi. Ví dụ như các bạn viết nhật ký, rồi các bạn viết từ từ thôi, học từ vựng và cộng thêm viết bài. Các bạn viết các bài ngắn, chỉ cần là đúng cấu trúc câu thôi, đừng có ghi quá dài để nó bị sai. Sau khi mà các bạn giỏi thì các bạn sẽ tăng tốc. Bây giờ mình sẽ nói về phần đọc. Về phần đọc thì nó sẽ có hai phần, đó là phần sách và phần app. Nếu như các bạn có tiền hoặc là có điều kiện thì các bạn ra ngoài hiệu sách, các bạn tìm những cái loại sách mà đọc về những cái mẫu truyện ngắn gần gũi với đời sống, ví dụ như là Chú Bé Nhút Nhát ấy. Ở trên app thì các bạn có thể tải những cái app mà có những cái đoạn chuyện cười hoặc là đoạn văn ngắn để các bạn đọc hiểu trước. Sau này khi mà chúng ta giỏi rồi thì chúng ta có thể đọc những tờ báo. Ok, cuối cùng là phần nói. Phần nói thì các bạn sẽ phải học cách học nối âm nhé. Bởi vì khi nói thì các bạn sẽ nối âm rất là nhiều, và phần nghe cũng vậy. Và mỗi ngày thì các bạn soạn một bài ngắn để các bạn nói trước gương, hoặc là bạn nói một mình cũng được, một mình không sao đâu. Và nói từ từ nhé. Và đây là đồ ăn của mình ngày hôm nay. Hy vọng các bạn thích. Nhớ like và subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Yêu tất cả mọi người. Mình hy vọng là đến 40.000 subscriber mình sẽ làm giveaway từ phần Tết đến bây giờ.